Hú hú, hai chào nhà bảo xin nữa. Mình là Tà Lũ S98. Rất vui quay trở lại với các bạn trong video ngày hôm nay. Đó sẽ là câu trả chào bình thường của mình, nhưng hôm nay thì không các bạn ạ. Người nhìn thấy event ra mắt UE mình ốm luôn rồi các bạn ạ. Chúng ta đã chính thức xuất hiện vòng quay, không đúng là vòng mở hộp Yumi kèm theo các sự kiện liên quan đến nó. Chúng ta có hai sự kiện. Cháu không ạ. Chúng ta có hai sự kiện nhiệm vụ khá là đơn giản. Nhiệm vụ thứ nhất kéo dài trong 7 ngày, đó là nâng cấp Yumi lên đến các mốc, bao gồm thức tỉnh vũ khí để nhận thưởng các bạn ạ. Event thứ hai đó là làm các nhiệm vụ liên quan đến tiêu kim cương này, quay cà phê kim cương này, quay kỹ thuật nest này, cào vàng này, vân vân, để nhận mảnh Humura hoặc là Hikage hoặc là mảnh vạn năng. Mình đánh giá event này không ngon lắm, một mảnh thì nhưng mà nó lại 10 lần đấy. Ảo ấy. Đây là 10 lần các bạn ạ, 10 mảnh. Tất nhiên là chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với các event, ví dụ như là quay kỹ thuật nest chẳng hạn, thì đợi event kỹ thuật nest. Thì đợi quay cái event kỹ thuật nest thì mới tham gia đúng không? Đấy, ok. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là vẫn không ngon lắm đâu nha. Thế thôi. Nó cái này thật ra là nó là máu hiểu. Đây là Seran Work Benefit chứ không phải là Yumi. Bên này mới là Yumi các bạn ạ. Hình lên đấy Yumi thôi, chứ nó đâu bên trong nó không liên quan gì đến Yumi á. Đây mới là event liên quan đến Yumi các bạn ạ. Ở đây thì event diễn ra trong 4 ngày, tính ở ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có 2 đợt event tiêu kim cương. Các bạn có thể chơi vào ngày hôm nay. Đây. Với cái mốc cuối mình đánh giá là ngon nhé. 37k có hồn đường 5 này, 47k thì có tinh tú đấy, đúng không? Đánh giá là ngon, chơi được nhá. Đấy, tổng lượng kim cương để các bạn mua hộp ở đây nó cho mua tối đa lên đến 90 lần, 95 là 45, hơn 45.000 kim cương. Có điều ở trong phần tech này các bạn này, thì người ta nói rằng là trong quá trình mở ấy, từ hộp thứ 1 đến hộp thứ 70 thì sẽ có cơ hội mở ra hồn hiệu, hồn sách, mảnh vạn năng, mảnh Yumi, đá thần vân vân, chứ không thể ra được Yumi. Còn bắt đầu từ hộp thứ 71 trở đi thì mới có Yumi. Đấy, và chắc chắn là từ 71 đến 89 là 71 lần đến 89 lần đấy là sẽ có Yumi. 70 lần thì sẽ là 35.000 kim cương, 80 lần thì sẽ là khoảng hơn 40.000 kim cương. Như vậy mình sẽ lấy mốc trung bình nhá, là khoảng hơn 40.000 kim cương để sở hữu Yumi 4 sao. Và chỉ thế thôi chứ không có vũ khí đâu các bạn nhé. 40.000 kim cương cho một võ sĩ, đây là cái giá đắt chưa từng thấy ở bất kỳ võ sĩ nào mà mình từng chơi. Từ thổ bé rồi chơi quyền vương 98 kể ở bản Việt Nam chưa có võ sĩ nào đắt lòi phèo như là con này các bạn ạ. Mắc cả hết 45k nha, đừng ông nào mua nhá. Để tốt, nếu như bạn nào mà không cai được chắc chắn phải mua thì hãy mua 70 lần trước, đúng không? Để đâu rồi, các bạn mua 70 lần trước đấy, sau đó thì mua dần dần từng hộp một, biết đâu ăn hên thì đến hộp 72 73 thì đã được rồi, tức là chưa đến 40k kim cương, hơn 35k thôi, 36-37k chẳng hạn thì đã ra được võ sĩ rồi. Mình nói thật thế vẫn đắt meo mình nhỉ. Các võ sĩ ở các event khác như là chui hộp, không phải hộp này nhá, hộp như kiểu Homura không nội, hoặc là quay rương như kiểu Asuka thì có giá rẻ hơn rất nhiều, trung bình chỉ tầm 20k cho một võ sĩ, đều đắt quá các bạn ạ. Hồn khí của nó thì mình nghĩ rằng cũng phải tầm 25k cho nên tổng vệ sinh. Muốn chơi một con Yumi hoàn chỉnh, em mắc đấy, ngoài lượng mảnh vạn năng các bạn bỏ ra thì còn tiêu tốn tầm 90k kim cương. Vãi cả xoài, hiện nay mình đang còn 77k. Vãi cả xoài, biết làm mèo bây giờ. Ê, lực bất tòng tâm luôn. Trong đó Hikage thì mình còn đang lấy thêm một ít mảnh hồn vũ khí nữa để nâng cấp nó nốt lên. Mình mới có 80 mấy mảnh hồn vũ khí thôi. Nhìn chung là cái này khả năng cao rồi. Ôi chơi Yumi rồi, vãi cả xoài, phí vai. Thề mình nghĩ bao nhiêu thứ để mình chờ đến ngày được chơi Yumi mà cuối cùng khả năng cao lại không được chơi rồi. Cay vãi. Đâu rồi, mảnh đâu rồi? Đâu mảnh hồn, còn đây là mảnh hồn ký Hikage chỗ nào ấy nhỉ? Mình nhớ đây 83 hộp rồi. Thì cái này chảy cối thì tuần nữa là sẽ đủ thôi. Nâng nhà ba là có mà. Sao nữa? Từ từ quên mất các bạn. Nếu những các bạn nào mà không có tiềm lực kim cương tốt nhưng tìm được tài chính
đồng USD tốt ấy, thì các bạn có thể tham gia vòng quay, à cái gì à, mua hộp Yomi ở đây nhá. Đấy, nói không ngoa chứ bạn, xem một quốc tế giờ nói đúng thật, bạn có tiền rồi bạn chơi phải nói là siêu dễ luôn. Đấy. Ở đây thì nó bán 3 gói lần lượt như sau. Gói thứ nhất là gói 30 đô. Thế mới chỉ có 5 hộp thôi. Ok. Và tiêu tốn là à, được phép nạp đến tới 7 lần các bạn ạ. Only 7 7 times. Đấy, tức là được là 7 lần. 7 là 150 đô. Ok. Thế đây là 4 lần, mỗi gói là 50 đô. Và mỗi gói chỉ có chứa 9 hộp này. Thì các bạn hiểu rằng là 9 10 nhân 5 là 4.500. Đúng không? 4.500 kim cương. Tức là nếu như thay vì các bạn nạp kim cương ấy thì các bạn nạp cái này thì nó sẽ giá trị tương đương với 4.500 kim cương. Thì các bạn tưởng tượng nó đây. Và ở đây nó có 2.250 kim cương thôi. Cho nên là đúng thật. Nó ghi ở đây là khuyến mãi như vậy là đúng đấy, nhưng không phải là sai. Khuyến mãi 58% là chính xác đấy. Cái này được làm 4 lần. Và gói to nhất được làm một lần được gói 100 đô, trừ tới 22 hộp. 22 hộp này thì ứng với khoảng 11k kim cương 100 đô, đúng không? Đấy. Thì chắc chắn là các bạn mà là full cả ba cái logo này thì các bạn sẽ có Yumi, vì tổng đếm mà nó trên 90 hộp, 93 hộp thì phải. Đấy, chắc chắn là sẽ có Yumi. Đấy, các bạn nào cần nạp thì nhắn mình nạp hộ nhá. Đấy, ủng hộ mình với nhá. Đấy, ok. Sao nhỉ? Đấy, thì để tiết kiệm thì các bạn có thể là nạp các cái gói càng to nó càng rẻ. Ví dụ nạp gói 100 trước, gói 50 đô X4 này sau. Sau đó thì nạp khoảng độ 5 gói này. Đấy thì tổng nó sẽ có tầm 83 hộp. Đấy thì tiết kiệm được 60 đô. Đấy. Còn nạp tổng hết là nó rơi vào hơn 11 triệu đấy. Nên là mình tính là nếu như mình tính vo nhanh nhé, bảo con này phải tầm chục triệu. Còn Yumi 4 sao đắt vãi luôn, đắt vãi cả xoài luôn. Thông thường các cái con khác mà nó vào cái gói Limited Gift Pack các bạn ạ, cái gói mà nó có 45 đô. À đây đây đây, đây là nó giống như gói này các bạn này. Đấy, à không, gói này là đang là rẻ gấp đôi rồi. Nó chỉ chứa một mình như này rồi đấy. Đấy, thì nó sẽ là 50 đô. Đúng không? Ghép được võ sĩ là 150 đô. 150 đô thì nó rơi vào khoảng bao nhiêu? Hơn 3 triệu thôi đúng không? Chưa đến 4 triệu. Thế, rẻ hơn nhiều. Còn tất nhiên là nếu còn nếu như mới đợi sau này, mãi vì sau này mới có ấy, thì còn rẻ một nửa. À không phải rẻ một nửa mà là vừa có võ sĩ vừa có hồn vũ khí. Đấy, ok. Thế bạn nào mà chơi viện trợ Conic thì có thể nạp gói này nhá. Inbox mình nhá. Ok. Ba gói im căng vãi. À bên dưới này thì hôm trước mình có chia sẻ gói này rồi. Đây là gói của Đức Lâm, chọn bốn loại mới. Ok, nhìn chung có tiền dễ chơi thật. Đấy, ok. À, thêm nói thêm một tí đó là tối nay nó mở thêm cái event này các bạn này. Vote các bạn này. Đấy, start voting. Mình sẽ vote Yumi nhá. Ơ cái gì đấy? Confirm, thật ra mình chưa chưa chưa, chưa auto vote nhá. À ok. Mình cũng chưa 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 đọc kỹ cái luật chơi của nó như nào đâu. Đấy, nhưng mà đại loại là có kim cương thì mang vào, à có vé thì mang vào mà vote. Đấy, khi mà vote theo ứng số đông ấy, đúng không nhỉ, thì sẽ nhận được thưởng. Không biết phần thưởng trong này nó có các bạn này, 100 kim cương nếu như mà thắng, 80 kim cương nếu như mà vote trượt. Thì mình không biết là đây là dành cho mỗi vé này hay là chỉ một lần thôi, không biết là nhận được theo theo mỗi ngày hay là cả đợt chỉ được nhận một lần thôi. Còn chỗ này là chúng ta xây nhà càng cao thì sẽ nhận được càng nhiều vé đấy các bạn này. Đấy, đây là mình xây nhà đến tầng bao nhiêu rồi, mình xây được khoảng độ 2 phần 3 rồi đúng không? Đấy, đây là phần thưởng mình nhận được khá là nhiều vé. Cái event này thì mình xin phép khất các bạn để một cái video clip khác, khi mà mình tham khảo kỹ rồi thì mình giới thiệu với các bạn nhé. Chứ còn tạm thời ta nói chuyện với Yumi trước. Thì phần thưởng ở đây thì thật ra không liên quan gì lắm đến Yumi, được cái hình nền đẹp rồi. Ok, là lượt nha, đặt qua chắc mình không chơi, chắc rồi nhá. Còn nghĩ là mình làm ra làm ích có kim cương mà chơi đúng không? Rồi, hẹn các bạn trong các video tiếp theo.